Khi thắp hương rằm mùng 1, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, vào ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch thì các gia đình Việt đều sắm sửa các lễ vật để thờ cúng thần linh tổ tiên và đọc cái bài văn khấn ngày mùng 1 để cầu mong may mắn, tài lộc, bình yên cho cả gia đình. Hơn nữa, đây cũng là ngày mùng 1 cuối cùng của năm 2023, năm Quý Mão. Vậy nên là cái việc này nó lại càng hệ trọng và cần phải làm một cách chính xác. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là cái vào cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp hoặc là ngày mùng 1 ấy là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh việc chuẩn bị cái lễ vật cúng dâng thì cái người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì và cầu gì trong mỗi lần lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng thực sự, nếu muốn cái việc thắp hương cầu khấn nó phát huy cái tác dụng tốt nhất, trước tiên các bạn phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên như thế nào cho đúng. Và ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách dâng hương lên bàn thờ gia tiên cúng bái để không phạm phải những cái đại kỵ mà lại hiệu quả vô cùng, giúp gì cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương nó là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp. Cái nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa, nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người Việt. Thì đây cũng được xem là một trong những cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống tâm linh của người Việt chúng ta. Nghi thức dâng hương là cái tập quán mà hầu hết những người dân châu Á, bất kể là lứa tuổi nào và sống ở đâu cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt như là một cái nét đẹp truyền thống gần gũi và vô cùng là linh thiêng. Dù không phải là người mê tín dị đoan, nhưng trong tâm thức của mỗi người Á Châu ấy, thì đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như là một nhịp cầu nối vô hình, kết nối hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên, về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về ý nghĩa của việc dâng hương theo cái truyền thống ông bà. Thậm chí, ngày nay có người còn không biết tại sao nhà mình lại có một cái ban thờ với những cái pho tượng hình ảnh của chư Phật, Bồ Tát, Thần Thánh hoặc là Tổ Tiên. Họ nghĩ rằng phải chăng có một vị Phật sống nào đó ở trên bàn thờ. Thưa quý vị, trong nghi lễ Phật giáo thì hương là một trong 6 lễ vật để cúng dâng, bao gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương, bông đèn, trái cây cũng như là cái thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không rõ về ý nghĩa sâu xa của việc thờ cúng Phật nên bày biện đủ các loại thức ăn, thức uống như yến tiệc. Nói chung ấy, thật là phí công mà lại còn làm sai lạc đi cái ý nghĩa của việc thờ cúng. Theo quan niệm của Phật giáo, cái tấm lòng thành nó thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải yến tiệc, thịt cá, heo, gà, linh đình. Vì đúng ý nghĩa thì cái sự cúng Phật, chúng ta chỉ nên dùng là hương bông đèn hoặc là gì hoa tươi, trái tốt, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên ban thờ, trong những cái pho tượng, mà là ở trong tâm của tất cả mọi người. Thì ngoài những nén hương dùng ngọn lửa nóng để đốt cháy lên, thì chúng ta cũng có thể dùng đức tin để thắp lên một cái nén tâm hương, tức là gì? Hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương được để cúng dường cho Đức Phật. Đó là định hương, giới hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Và tiếp theo thì sẽ là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải thắp hương theo số lẻ. Thưa quý vị, trước cái ngày lễ Tết Dỗ Chạp ngày rằm ngày mùng 1 ấy, thì cái việc thắp hương là cái điều hết sức quan trọng. Và trước khi thắp hương cũng như là bày biện các lễ vật lên ban thờ thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem ban thờ nhà mình có sạch sẽ, có linh thiêng không. Đấy. Và với những người mà thắp hương hàng ngày thì hầu hết là trong một thời gian khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì cái tàn hương nó rơi xuống nó sẽ gây bẩn cho ban thờ. Vì thế quý vị cũng cần phải gì sử dụng một cái nước lau dọn ban thờ, nhất tâm hương, để lau dọn cái ban thờ nhà mình. Đó. Quý vị hãy sử dụng một cái nước lau dọn ban thờ nhất tâm hương để lau dọn ban thờ cho được sạch sẽ, bao sái ban thờ được thơm tho, để chúng ta thực hiện cái việc cúng khấn, thờ cúng nó được chuẩn chỉ và nó mang cái ý nghĩa linh thiêng nhất. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo các chuyên gia tâm linh, người Việt Nam thì thường thắp 3 nén hương với cái ý nghĩa như sau. 3 nén hương thể hiện cái ý nghĩa tâm nhang, tức là lòng thành, giới nhang, tức là
theo lời răn dạy của Đức Phật, của Thánh, của Tổ Đường. Và định nhang thì là tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Đối với Phật giáo, đối với nhà chùa ấy, thì thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với chúng sinh khi mà dâng hương ở cửa Phật. Nói về cái sự khác biệt về cái quan niệm thắp ba nén hương khi mà thờ cúng tổ tiên, thì các đại sư, các đại thích đã cho rằng thắp hương thì có một đôi chút khác biệt so với chúng sinh, so với người thường. Theo đó, người đến chùa thắp hương có thể thắp 1, 2 hoặc là 3 nén hương cũng được. Sở dĩ có điều này là do Phật, nhà Phật ấy, quan niệm rằng thắp hương là xuất phát từ tâm của con người. Chỉ cần có tâm hướng Phật thì cái tấm lòng sẽ được thanh thản. Vì cái điều này nên nhà chùa thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với chúng sinh khi mà dâng hương lên cửa Phật. Mặc dù nhà Phật cũng đặt ra luật lệ chặt chẽ đối với chúng sinh khi lên chùa thắp hương, nhưng mà xét về quan niệm văn hóa truyền thống của người dân ấy, thì nên thắp 3 nén hương lên chùa là đẹp nhất. Nó tượng trưng cho sự kết nối giữa người trần với Đức Phật, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh, trong sáng hơn. Và hiện nay đi lễ chùa người ta thường thấy là gì? Thấy một cái biển ấy, mỗi người chỉ nên thắp 1 nén hương. Đây cũng là một cách để tránh lãng phí, cũng như là tránh gây ô nhiễm môi trường, hoặc là tránh cháy nổ vân vân. Quý vị thân mến, trong Phật giáo thì 1 nén hương là tâm hương. Tuy bé nhưng lại bao gồm những ý nghĩa sâu sắc. Giới hương tự nhắc nhở bản thân hướng thiện để tâm hồn luôn ở trong sáng. Định hương tức là giữ cho lòng được yên ổn, không bị cái xấu nó xâm nhập. Tuệ hương tức là làm cho cái trí não luôn được sáng suốt để thu thập được nhiều cái điều tốt đẹp. Thiện lương chi kiến hương sẽ giúp chúng ta vững tin, phát triển cái năng lực trí tuệ. Còn cái giải thoát chi kiến hương thì giúp chúng ta buông xả mọi ưu phiền cũng như là những ham muốn tội lỗi. Trong quy định của nhà Phật thì có 5 loại hương, đó chính là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. 5 loại hương này được phân theo cái cấp độ cao thấp khác nhau. Thấp nhất là giới hương, dùng để tâm hồn của con người trút bỏ những cái ác ma, tham, sân, si. Cao nhất là giải thoát chi kiến hương. Thì đây là cái loại hương chỉ có những người thông thái cái đạo lý của nhà Phật mới có thể có được, hoặc là những người có một lòng hướng Phật thì mới có được. Và loại hương này chỉ có thể ở trong tâm mỗi người, chứ không tìm thấy được ở bên ngoài. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên thắp hương giả, tức là cái nhang điện cắm vào cái lư hương. Tóm lại, cái việc thắp hương là một cái cử chỉ đầy cái tinh thần cao đẹp, nét đẹp văn hóa của người Việt. Mùi hương chính là cái mùi thơm quen thuộc của hàng triệu gia đình châu Á và người dân Việt Nam. Là cái mùi thơm đặc trưng, đặc biệt của cái ngày đầu năm, ngày đi chùa lễ Phật, hay là ngày rằm ngày mùng 1 để tưởng nhớ đến gia tiên. Chính vì thế, chúng ta cần phải bảo tồn cái nét văn hóa và tránh lạm dụng cái việc đốt quá nhiều hương, làm ảnh hưởng đến môi trường và làm xấu đi cái hình ảnh và cái văn hóa tốt đẹp từ trước đến nay. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là gì? Khi thắp hương chúng ta nên nói gì, khấn gì? Quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, để được thần Phật phù hộ. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn về cách thắp hương chuẩn nhất và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương. Quý vị biết được cái điều đó thì quý vị sẽ biết đọc câu gì nó là chuẩn nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương. Nói chung ấy, gia chủ cần phải sắp xếp các lễ vật cúng dâng một cách gọn gàng trên bàn thờ rồi bắt đầu thắp hương. Khi cắm hương thì gia chủ cũng cần chú ý về cái tư thế, về cái phong thái của bản thân. Cần phải được trang nghiêm, không vội vàng và phải cung kính. Đặc biệt và cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái bát hương không được quá xa, phải vừa đủ để chúng ta với tay đến dâng hương. Đúng không? Và khi lấy hương ấy, các bạn cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không để dư hương rơi hoặc là gãy. Quý vị nên cắm hương thẳng, nếu mà thắp nhiều hương thì nên tách chân hương ra để nó không bị bốc cháy. Đó là những cái quy tắc khi mà chúng ta cần thắp hương. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với chủ đề khi thắp hương nên nói gì và khấn gì. Đúng không? Thì tùy vào mỗi dịp lễ Tết Dỗ Chạp, ngày rằm hay ngày mùng 1 mà các bạn sẽ có những cái bài cúng khấn khác nhau. Tuy nhiên khi thắp hương thì quý vị cần nói rõ về thứ nhất là về tên tuổi của gia chủ và các thành viên trong nhà. Kế đến là địa chỉ, nơi ở, ngày tháng năm cả âm và dương lịch của ngày hôm đó. Cuối cùng là các bạn cầu khấn những cái điều mà mình mong muốn về sức khỏe, cầu tài lộc, cầu duyên và khấn lệnh bề trên để thành kính để được phù hộ độ trì. Thưa quý vị, ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, cúng cụ chớ nên khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì lộc gấp 5, gấp 10 lần thời gian trước đó.
Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn của ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, giúp quý vị có được những cái lời khấn thỉnh cầu nó được nguyện ý đó và được linh thiêng nhất. Bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài đương nhiên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương. Con kính lạy ngài Bản Gia, Bản Xứ, Thần Linh, Bản Gia Thổ Địa. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Tám Phủ Thần Quân. Con kính lạy các bậc tiên gia, chư vị Tôn Thần cai quản trong đất này, xứ này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Bá Túc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại dâu rể, hội đồng gia tiên họ. Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ, hiển linh chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch năm 2023, tức ngày Giáp Tuất tháng Ất Sửu năm Quý Mão. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, vợ, trưởng nam, trưởng nữ, thứ nam, thứ nữ. Chúng con cư ngụ tại nhân ngày mùng 1 tháng Chạp, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng. Gia đình chúng con sắm sanh phẩm vật, hương, hoa, trà, quả, kim ngân, lễ vật, kính dâng hiến trình các chư vị Tôn Thần cùng gia tiên họ. Chúng con kính mời ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản Gia Táo Quân cùng các vị Tôn Thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng, có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách đều qua, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến họ, thương xót cho con cháu hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa, cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, gia đạo hưng vượng, cảnh nhà yên vui, con cháu thông minh học giỏi, vợ chồng thương yêu bảo ban nhau, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, đắc bình an. Chúng con cũng kính mời ông bà tiền chủ hậu chủ cư ngụ tại đất này xứ này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám lòng thành của gia chủ, phù hộ cho chủ nhà sức khỏe an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận chứng lễ cho chúng con. Chúng con thành tâm cẩn cáo: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi Nam mô A Di Đà Phật xong ấy, quý vị vái ba vái để kết thúc cái lễ đó. Đó là gì? Khi thắp hương chúng ta nên đặt câu gì, nói câu gì? Và tất cả cái bài văn khấn này ngày rằm mùng 1 ngày lễ Tết Dỗ Chạp thì đều có ở trong quyển sách là Văn Khấn Tuần Thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Văn Khấn Tuần Thư nhé. Trong này có 77 bài văn khấn. 77 bài văn khấn cho các dịp lễ Tết Dỗ Chạp, cũng như là các bài văn khấn đi đình đền miếu phủ chùa chiền. Đấy, bài văn khấn về các ngày lễ Tết, đúng không ạ? Ngày 23 tháng Chạp thì đầy đủ hết trong quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư mang lại cái may mắn tài lộc đấy, để chúng ta biết cầu gì khấn gì mỗi khi mà lên hương, giúp cho công việc nó được hanh thông thuận lợi và tài lộc nó sẽ ùn kéo đến. Đó là cái nội dung bài văn khấn. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi mà thắp hương ấy thì chúng ta nên nói gì và khấn gì khi thắp hương, và chúng ta cần phải kiêng kỵ những điều gì? Thưa quý vị, khi thắp hương thì quý vị tuyệt đối không được nói to, gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng, không được mặc quần đùi, áo sát nách, áo hai dây, hay là mặc những cái trang phục thiếu vải, thiếu cái sự thành kính với gia tiên, với các bậc thần linh. Bên cạnh đó thì quý vị cũng không thắp hương theo số chẵn, bởi theo phong thủy ấy, những con số này đều phạm phải những cái điều không hay. Không dùng hương uốn tàn hoặc là hương cong tàn, bởi chúng đa phần đều trải qua cái quá trình xử lý bằng cái hóa chất. Khi đốt lên sẽ sinh ra nhiều khói độc, đó, gây ra nguy hiểm. Thưa quý vị, hy vọng những cái thông tin trên đây mà Tử Thông đã chia sẻ sẽ giúp quý vị biết khi thắp hương chúng ta nên cầu gì, khấn gì, nói gì. Chúc các bạn và gia đình luôn được mạnh khỏe như ý, vui vẻ và thành công. Và tiếp theo sẽ là một cái vài câu hỏi của quý vị khán giả vẫn đang thắc mắc. Thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt không? Kính thưa quý vị, cái việc thắp hương lên ban thờ gia tiên, ban thờ Phật là một việc mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không ấy, lại là một cái điều không phải gia chủ nào cũng tìm được cái lời giải đáp phù hợp cho mình. Đó. Theo quan niệm trong cái thờ cúng hiện nay thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên nếu gia chủ bận bịu không thể duy trì được cái thói quen này hàng ngày
thì chỉ cần thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết với một chút hoa quả lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành kính. Ngược lại, nếu mà gia chủ có điều kiện về thời gian thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên trên ban thờ sẽ làm cho cái không khí, làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên là gì? Ấm cúng hơn, lòng người sẽ được nhẹ nhàng và an yên hơn. Trong gia đình thì ngoài bàn thờ ông bà tổ tiên ấy, thì một số nhà còn thờ táo quân, thờ ban thờ Phật, thờ thần tài, vân vân. Dù vậy, khi thắp hương ở bất cứ ban thờ nào thì gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉn chu, chỉnh tề và khấn vái một cách thành tâm. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên lưu ý chỉ thắp một nén hương. Bởi theo quan niệm thờ cúng dân gian ấy, số nén hương được thắp là một trong những cái yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là cái sự bày tỏ cái lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời, khi thắp hương cũng phải gì? Thắp bằng hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính và vô lễ đối với các bậc bề trên, cùng như là gì? Các vị thần Phật cao quý. Thứ hai là một số người thường hỏi là gì? Thắp hương vào thời gian nào trong ngày là đúng, chuẩn và hợp lý nhất? Thưa quý vị, thắp hương vào lúc nào trong ngày, dù là ngày lễ Tết Dỗ Chạp, ngày mùng 1, ngày rằm hay là ngày bình thường, là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Bởi lẽ, thắp hương vốn là một cái phong tục lâu đời, nó xuất hiện và tồn tại trong cái tín ngưỡng văn hóa của người Việt. Vì vậy, mỗi khi mà nén hương được thắp lên, cũng là cái lúc mà sợi dây tâm linh kết nối giữa hai thế giới âm và dương được kết nối sâu sắc nhất. Với những cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này, thì các gia chủ nên chọn cái thời điểm thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi cái việc khởi động ngày mới bằng một cái nén hương thắp lên trên ban thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được cái ngày mới an lành, tràn đầy cái sức sống. Trong khi đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn gia chủ trở nên bình an, bớt lo âu và áp lực, mệt mỏi hơn. Theo đó, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm và thói quen này cũng mang lại cái ý nghĩa và cái giá trị tâm linh rất là lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối sau khi trở về nhà, nhưng mà tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối, quý vị nhé. Bởi cái việc thắp hương quá muộn sẽ khiến cho những cái sinh linh đang đi lang thang ấy, nghe theo cái mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, phá phách gia đình. Do vậy, quý vị nên thắp hương vào buổi tối thì nên thắp càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, trong quá trình thắp hương thì quý vị cũng phải kiểm tra đấy, xem ban thờ có sạch sẽ hay không. Và quý vị có thể sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để lau dọn ban thờ cho được sạch sẽ và gì thơm tho, giúp cho cái việc thờ cúng nó trở nên gì thanh tịnh và trở nên đúng và ý nghĩa nhất. Đó. Quý vị thân mến, hy vọng với những cái chia sẻ trên đây của Tử Thông sẽ giúp quý vị và các bạn biết cách thắp hương làm sao cho đúng chuẩn phong thủy để không phạm phải những cái điều đại kỵ, và cũng sẽ giúp quý vị biết nói gì và khấn gì mỗi khi thắp hương lên ban thờ gia tiên hay là ban thờ Phật, ban thờ thần tài, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, gia đạo bình an, công việc hanh thông tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị về những cái kiến thức hữu ích về trong cái việc thờ cúng. Hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm được cái cách thờ cúng thế nào cho đúng, cũng như là biết được cái khi thắp hương chúng ta nên đọc câu gì để mang lại được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.